Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn 10 gửi thư chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Di tích lịch sử Sở chỉ huy cơ bản chiến dịch Tây Nguyên, thôn Phú Sơn, xã Ea Bô, huyện Cư rút, tỉnh Đắk Nông được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đắk Nông giải cứu 15 người bị lừa sang Campuchia lao động. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay mùng 6 tháng 10. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành và cùng khát vọng phát triển, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Đông Hồ Văn 10, ký thư chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Trong thư chúc mừng, đồng chí Hồ Văn 10 nhấn mạnh những thành tựu đạt được của Đắk Đông thời gian qua có sự đóng góp rất to lớn của đội ngũ doanh nhân vào sự phát triển chung của tỉnh dù điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ doanh nhân luôn tỏa sáng khí chất và truyền thống tâm tài trí tín thể hiện tinh thần tự lực tự cường vượt qua khó khăn thử thách nhằm phát triển sản xuất kinh doanh thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí hồ văn mười ghi nhận tri ân và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ doanh nhân đã thấu hiểu chia sẻ và đồng cam cộng khổ cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đắk nông trong thời gian qua thời gian tới tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Di tích lịch sử Sở Chỉ huy Cơ bản Chiến dịch Tây Nguyên, thôn Phú Sơn, xã Ea huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đầu năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên, hướng chiến lược chủ yếu là Nam Tây Nguyên. Trong đó, khu vực rừng gần buôn Ea buôn gốc của người Ed, nay thuộc thôn Phú Sơn, xã Ea được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chọn làm sở chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên. Tại đây, sở chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên đã trực tiếp điều hành, chỉ huy, thống nhất mọi lực lượng, mọi hoạt động tác chiến và đấu tranh trên từng hướng của chiến dịch. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa trao tặng bằng khen cho 32 cá nhân đoạt giải thưởng lương định của năm 2022, trong đó, Đắk Nông có một cá nhân được vinh danh. Người có vinh dự này là chị Nguyễn Thị Ngọc Hương, giám đốc công ty thương mại xuất nhập khẩu Macca Sa Chi Thịnh Phát thành phố Gia Nghĩa. Công ty của chị hiện đang tập trung sản xuất các sản phẩm từ hạt Macca sạch theo tiêu chuẩn organic. Sản phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Công ty đang giải quyết việc làm cho 15 lao động tại địa phương. Doanh thu bình quân của công ty mỗi năm đạt khoảng 15 tỷ đồng. Giải thưởng lương đình của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức hàng năm. Giải thưởng nhằm biểu dương, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đang đi trên đường, thấy một người chơi với giữa dòng nước dữ, hai thanh niên đã bơi ra giữa sông để cứu sống nạn nhân. Một trong hai người phải nhập viện cấp cứu vì đuối sức sau khi đưa cô gái về bờ an toàn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tâm Thắng, huyện Cư rút cho biết, đã làm tờ trình gửi Ủy ban nhân dân huyện đề nghị khen thưởng đột xuất hai nam thanh niên cứu sống cô gái đuối nước trên sông Cê Theo chính quyền địa phương, sông Cê nơi cô gái nhảy xuống sông đang cuối mùa mưa, nước lớn, chảy rất xiết nên quá trình cứu giúp cô gái nhảy cầu gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi cứu sống cô gái, một thanh niên do đối sức được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện, sức khỏe của anh thanh niên đã ổn định. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Đông cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 26 người bị lừa sang Campuchia làm việc. Hiện có 15 người đã được các lực lượng chức năng giải cứu. Hoặc gia đình bỏ tiền trục về với mức giá từ 60 đến 230 triệu đồng trên một người. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định có đường dây lừa bán lao động trái phép qua Campuchia bằng các đường tiểu ngạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, chủ yếu sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook để làm công cụ. Các đối tượng lập nhiều tài khoản ảo, dùng công dân Việt Nam bị dụ dỗ ép buộc xuất nhập cảnh trái phép sang Campuchia, nhắn tin về nước tìm kiếm con mồi thông qua chiêu trò việc nhẹ, lương cao. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.